Sáng ngày 24 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hưng tổ chức lễ ra mắt mô hình Tôi và chị cùng tiến và kết nạp hội viên danh dự. Tham dự có ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hưng. Mô hình Tôi và chị cùng tiến được chọn thí điểm tại ấp Phước Thạnh để thực hiện. Mô hình được thành lập với 15 thành viên, mục đích là tạo điều kiện cho các thành viên trao đổi kinh nghiệm và thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ phụ nữ được trang bị những kiến thức mới, kỹ năng trong lao động sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm sống, cách nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình, nắm được những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó chấp hành thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hưng kết nạp 5 hội viên danh dự. Hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là những người có uy tín và được đồng nghiệp hội viên phụ nữ tôn trọng, có nhiều đóng góp phát động tích cực đến công tác hội và phong trào phụ nữ, căn cứ vào nhiệm vụ của hội viên danh dự được quy định trong điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ động phân công nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò của từng cá nhân như tham gia báo cáo viên, tuyên truyền viên các sự kiện hoạt động do hội tổ chức, giúp đỡ và hỗ trợ, tư vấn cho hội viên phụ nữ về tinh thần vật chất phù hợp với điều kiện khả năng thế mạnh của hội viên danh dự. Việc kết nạp hội viên danh dự nhằm góp phần để tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hưng mong muốn: Các chị em sau khi tham gia mô hình, tôi và chị cùng tiếng và các hội viên danh dự mới được kết nạp cần bám sát thực hiện tốt các quy chế cũng như nguyên tắc hoạt động. Vận động phát triển thêm thành viên tham gia mô hình tôi và chị cùng tiếng để mô hình ngày càng thiết thực đi vào đời sống hội liên hiệp phụ nữ xã tích cực tham mưu đảng ủy ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với phụ nữ thuộc hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn phụ nữ yếu thế chú trọng nâng cao đời sống hội viên từ đó góp phần tích cực trong việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao